Chào tất cả anh em và các bạn, thì cho đến buổi trưa ngày hôm nay thì mình nói sơ về cái vấn đề một số cái việc các bạn mà bà con nông dân của chúng ta cái vụ này gặp phải. Thứ nhất là về lúa nó sẽ nhẹ ký hơn mọi năm, là lý do hiện tại thì cái quần thể sâu hại và bệnh hại như cũng như gầy nâu, gầy phấn trắng, gầy lưng trắng, thì các loại gầy nó gây hại trên lúa. Thì thực tại hiện trạng ở đây là cái miếng lúa của anh Lành thì nó cũng thuộc địa phương mình, các bạn thuộc xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì nhìn bằng nhãn quan mắt thường chúng ta thấy thì nó lúa rất trúng, rất đẹp, nhưng mà theo đánh giá của mình thì năng suất chỉ tầm cũng khoảng 1 tấn 2, không trên được nữa. Lý do là nó có nhiều cái lý do mà khác nhau. Các bạn thấy là bông lúa nó có rất là khô khan, nó cảm thấy nó rất là nhám, nó không có chân chu nha các bạn, nhìn không nó không có bóng bẩy, và nó có vẻ nó rất là sần sùi đó, nó lù xù lắm, nó không có bóng bẩy. Và một trong những cái vấn đề mà nó làm cái hạt lúa, các bạn thấy là nó chỉ mẩy cái lúc mà nó không chế me, nhưng mà khi cái giai đoạn sau thì cái năng lượng tạo vào hạt các bạn nó không được tốt. Thì lý do nó bị các loại dịch hại nó gây hại, thì nó làm cho cái hạt gạo nó vào chậm đi. Thì đối với những miếng lúa của anh Lành thì anh Lành cũng đã bón 2 cữ phân, một cữ ướt chỗ là lo le chỗ các bạn, anh bón 10 kg, và cái cữ mà đỏ đuôi anh bón thêm 10 kg nữa. Nhưng mà hiện tại thì trà lúa của anh Lành như vậy đây, thì cũng là một trong những miếng lúa cũng khá đẹp ở khu vực mình. Thì đối với lúa của anh Lành thì là một trong những miếng lúa mà gọi là mình cảm thấy nó cũng có sự nổi trội. Thì miếng lúa của anh Lý thì nó vẻ đẹp nó cũng không kém nha các bạn. Nhưng hiện tại thì các bạn thấy là cái vụ này là đối với lúa của anh Lành thì 100 ngày là 3 tháng 10 ngày đó, thì hiện tại trên cánh đồng mình là nó vẫn cho cái độ chín 82 nha các bạn. Và tiếp tục là tại sao năm nay lúa nó sẽ không chín nữa, tại vì hiện tại trên đồng thì dịch hại nó gây hại, thì nó không có cho một cái nó không có gieo hạt được nữa, nó không phơi màu được nữa các bạn. Những cái hột xanh nó sẽ xanh, nó nằm xanh như vậy, và nó rất là chậm phơi màu. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà nó làm cho cái lúa chúng ta năm nay là đồng một bao như năm rồi thì cái trọng lượng nó nhẹ hơn 2-3 kg, thì nó làm cũng mất năng suất, và nó lúa nó rất là khô khan. Chúng ta nhìn thấy nè, rất khô khan, thì nó cũng không có dễ dặt như mọi năm. Và đặc biệt thì anh Lành mình mới vừa điện anh Lành thì anh nói là lúa ảnh thì được định 100 ngày nhưng mà vẫn 82, nhưng hiện tại thì anh mua cho những cái doanh nghiệp đó các bạn. Thì nếu mà cái tình trạng 82 này thì anh cũng đang gặp khó đó. Ảnh là tại vì ảnh làm cò các bạn, thì ảnh định ngày cắt cũng gặp khó. Thì mình thấy là nông dân cái khu vực mình năm nay thì chắc là cũng sẽ có lời qua tiếng lại với mấy anh cò rồi, và những anh cò như anh Lành hay là Sang đồ này nọ thì ở khu vực mình thì chắc cũng sẽ có một số gắt gói đối với những cái doanh nghiệp. Mình định ngày với nông dân đó các bạn, rồi xong đó là mình đi cắt ra nó xanh đó, thì nó cũng khó lắm. Và đặc biệt là trên đồng thì lúa lại thất nữa, không có giá nữa, bán không giá, lúa thất, mà lúa thì nó khô mà nó xanh. Thì đó là một trong những cái điều mà khó khăn. Lúa mà suốt mà nó bay bụi ra đó, các bạn thấy bay bụi nhuyễn li ti mà màu xám xám, nó giống như gạ của anh Lành, nó là nó cũng là cái nguyên nhân cháy gầy đó các bạn. Thì cái máy 93 này ngày qua của anh Đẳng cũng cắt lúa cho mình nha các bạn. Rồi thôi chào anh em và các bạn, mình lỡ vô các bạn, nắng quá.